Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cần TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ hơi với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là hai nàng công chúa tiểu thư của Hello Team và một thỏ xấu xí. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video. Thì như các bạn đã xem ở đầu video thì mình nghĩ các bạn cũng biết video đó là gì đúng không? Đó, thì video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một video đại chiến Pokemon các bạn ơi. Nhưng mà phiên bản độc lạ Bình Dương đó. Ra cái này mình nói là Pokemon là bởi vì là hai cái con vật nó sẽ đấu với nhau, nhưng mà thật ra không phải là Pokemon các bạn ạ. Cái con này không phải là Pokemon nha, con này á là những cái con quái vật mà các bạn đã xem ở trong video của mọi người đó. Ví dụ như là người ta Chainsawman nè, hay là người ta khứa xanh khứa đỏ nè, hay là cái gì ta con gì đó, Huggy hay là con gì đó. Ừ, nói chung là những con quái vật mà các bạn đã xem trong video của mọi người của Hero Team á, thì ngày hôm nay mình sẽ cho bọn nó xuất hiện, tất cả những con đó xuất hiện ở đây và đấu với nhau để xem coi con nào mới là con mạnh nhất đó. Hợp lý không? Được bạn ơi, thử thách này hay. Rồi, ok. Thì video ngày hôm nay á thì để chia ra hai đội á, thì bình thường á Sim với Kai lúc nào cũng chung đội với nhau rồi, cho nên video ngày hôm nay thì mình với Kai sẽ chung một đội, còn Sim với Sam sẽ chung đội. À, được không? Được bạn ơi. Được chứ sao? Không sợ, không sợ, team nam team nữ solo luôn. Ok, rồi cái này là mấy bạn nói nha. Rồi ok. Bây giờ á chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lựa chọn Pokemon của chúng ta nào. Mình nói Pokemon để nghe cho nó hợp lý xíu bạn ạ. Rồi ok. Bây giờ nhường mấy bạn nữ bấm nút để okay. Chọn Pokemon mình trước á. Ok. Không biết là ra con gì đây. Ra con gì đây? Quái vật cho kinh khủng đi. Wow. Huggy. Wow. Huggy hơi bị bạnh luôn á nha. Trời ơi, Simmy được ngay cái con Huggy luôn các bạn ơi. Mà con Huggy này màu đen, nhìn nó chiến thực sự luôn á trời. Wow. Ok, rồi tới lượt Kai, Kai bấm đi. Đây, để mình ấn cho bạn ơi, ra con gì mạnh mạnh xíu nha Kai ơi. Wow, gì đây? Wow, Chainsawman. Trời ơi, cái con này cũng mạnh nè, đừng có đùa nha. Đừng có đùa với bọn con trai bọn tôi. Trời ơi, rồi ok. Bây giờ á, tới lượt Sam. Tới lượt Sam, nãy Sim bấm rồi không, tới lượt Sam á. Rồi đến tôi đúng không? Rồi để xem quay làm ơn. Đúng rồi. Mạnh nha, mạnh lên, mạnh lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, cái con Pokemon của Sam cũng chính là Sam luôn nha các bạn nha. Sammy xe lăn cầm kiếm kim cương nhìn hơi bị chiến luôn đúng không mấy bạn? Các bạn nhìn nè, đó cầm cái kiếm kim cương. Trời ơi quá ngầu. Tôi vậy trời, chơi quý quả xe lăn là sao vậy? Ác cái gì mà ác? Cái này là Pokemon mạnh nhất luôn á. Rồi ok, tới lượt Phong. Gọi là độc lạ Bình Dương mà phi xím. Tới lượt Phong nè. Phong sẽ ra con gì đây? Mèo tôm. À không, con này là con fucking tôm. Ờ trời ơi bạn ơi. Nhớ sao con mạnh hơn? Yên tâm. Con này nó chỉ là một con mèo thôi, cho nên là mình không biết nó có mạnh hay không mấy bạn ơi. Thì cũng á, rồi ok, tới lượt Sim, Sim bấm tiếp đi. Trong đây có tận hình như là 8 con Pokemon lận. Tiếp đi. Ra xưa xanh thiệt luôn à. Trời ơi, ok, trời ơi, khứa áo xanh các bạn ơi, khứa áo xanh cũng hơi bá nha. Rồi ok, tới lượt Kai, Kai á. Để mình. Ra gì đây? Ủa cái gì vậy? Phong cận bành tuôn. Trời ơi. Trời ơi, thấy ghê quá à. Nè, đừng có đùa nha, nhìn vậy thôi chứ nhiều khi là mạnh lắm nha, đừng đùa. Phong cận bạch tuộc. Rồi ok, tới lượt Sam, Sam tắm đi. Rồi, tôi là bây giờ tôi sẽ dùng sức mạnh nội tại của tôi, sức mạnh nội tại của tôi đâu rồi? Ủa tôi vậy? Con gì đây? Ủa cái con này là con gì vậy? À cái này là con ban ban đỏ hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn cái con này á chắc nó cũng không mạnh đâu. Nhìn cái mặt của nó đi khác gì cây đôn không? À, ủa nãy giờ mình lại mình chung đội mà nãy giờ mình thấy mình xài xể mình hơi nhiều đó. Không, mình giỡn mà. Rồi kể tới lượt tôi nè, tôi bấm nè, để ra con gì đây? Khứa áo đỏ. Trời ơi hay quá cây ơi, khứa áo đỏ đấu với khứa áo xanh. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những con quái vật ở bên đội của Sim, Sam và Phong Kai nha. Bên Sim thì có Huggy nè, Sammy xe lăn, khứa áo xanh và ban ban red. Ok rồi, bên mình thì sẽ có là Chainsawman nha các bạn nha. Chainsawman nè, mèo tắc kinh tôm nè. Bên này thì có Phong cận bạch tuộc và khứa áo đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn Pokemon để đấu với nhau hay nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu triệu hồi Pokemon ra để đấu với nhau nha. Thì đội của Sim với Sam là muốn đấu bằng Pokemon gì nè? Pokemon của tôi tên là Sammy xe lăn Pro. Sammy xe lăn Pro, triệu hồi. Wow,
trời ơi, Sammy xe lăn bờ rồ biến thành siêu to khổng lồ luôn bạn ơi. Rồi ok, bây giờ tới lượt đội của chúng ta. Kaido nè, đã là Sammy thì tất nhiên phải đối đầu với Phong Cận rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau triệu hồi Phong Cận Bạch Tuộc. Đây, xin giới thiệu với bạn Phong Cận Bạch Tuộc. Trời ơi, nhìn cái đầu của mình còn to hơn Sam nữa bạn ơi. Kiểu này là Sam thua chắc rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đại chiến hai con Pokemon này nha bạn nha. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Chuẩn bị. À quên, từ từ. Khoan, trước tiên thì mình phải hỏi bạn fan đã, mấy bạn đón thử là Sammy xe lăn hay là Phong Cận Bạch Tuộc, ai sẽ là người giành chiến thắng thì ở comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Rồi, và bây giờ thì 3, 2, 1, bắt đầu. Tiến lên. Ôi, cái gì vậy? Ủa khoan, tự Sammy xe lăn làm cái gì mà Phong Cận Bạch Tuộc bay lên trời vậy? Ui, Sammy xe lăn có tường gió, có lắp sấy y hệt như Yasuo luôn bạn ơi. Ôi trời, ôi trời, Phong Cận quá là mạnh luôn bạn ơi. Phong Cận đang chọi mấy cục đá bay qua người Sam, thế là Sam bị văng mấy mét luôn. Trời, Phong Cận được bay lên trời cho nên Phong Cận mạnh quá. Ôi, Sammy xe lăn ơi, né đi Sammy xe lăn. Đúng rồi, né nè. Né sao mà được, né sao mà được, làm sao mạnh bằng mà né. Sao né được bạn ơi, trời đã đi xe lăn rồi mà làm sao né được. Ừ đúng rồi, trời ơi, ngồi xe lăn sao né được, người ta có tay cái chân, người ta không né được. Trời ơi, có mỗi cái cây kiếm mà, cái cây kiếm đó để chân thôi chứ chơi được gì đâu. Đúng rồi, trời ơi. Hay quá. Yeah. Hay quá mấy bạn ơi, Sammy xe lăn đã bị tiêu diệt rồi, Phong Cận Bạch Tuộc quá mạnh. Trời ơi, mới đầu á bạn. Mới lúc đầu á, mình cứ tưởng là Phong Cận sẽ bị Sammy gọi là cầm cây kiếm làm sashimi Bạch Tuộc luôn. Nhưng mà không, Phong Cận quá là mạnh luôn bạn ơi. Quá là xịn sò nha bạn nha. Ê Phong ơi, vậy là bên mình là được 1-0 rồi. Yeah. Đúng rồi, bên mình được 1-0 rồi bạn ơi. Rồi, và bây giờ trận tiếp theo thì thử hỏi đội của Sim và Sam quyết định sẽ chọn Pokemon gì đây? Pokemon tiếp theo của tôi chính là khứa áo xanh. À, khứa áo xanh đúng không? Được rồi. Triệu hồi khứa áo xanh. Bùng siêu. Ten 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 ten. Khứa áo xanh các bạn ơi. Trời tiếc quá à. Tôi hơi bị thích khứa áo xanh luôn á. Nhưng mà bây giờ ở bên đội của Sim Sam thì buồn quá. Thôi không sao. Được rồi Kai à. Bên mình kia đã trong tay mà. Đúng rồi, bên kia đã quyết định chọn khứa áo xanh thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn khứa áo đỏ chứ hả? Đúng không? Chứ còn cái gì nữa? Ok, được rồi, vậy thì triệu hồi khứa áo đỏ. Đây. Rồi, khứa áo xanh và khứa áo đỏ. Trời ơi, kỳ phùng địch thủ luôn các bạn ơi. Ok, để coi ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Mấy bạn hãy thử đoán xem liệu rằng khứa áo xanh và khứa áo đỏ khứa nào sẽ mạnh hơn nha các bạn nha. Sẽ dùng từ khứa nghe nó buồn cười. Ok, ok. Vậy thì bây giờ trận đấu 3, 2, 1, bắt đầu. Vô nào. Ui trời. Wow. Khứa áo đỏ có được chiêu lửa kìa. Khứa áo đỏ mấy bạn đang thấy dùng từ chiêu lửa. Ôi, ôi, khứa áo xanh làm gì vậy? Wow. Ôi, khứa áo xanh bắn ra được những quả cầu màu xanh vô cùng gọi là mạnh luôn. Wow, trời ơi bạn ơi, như mấy bạn đang thấy thì hiện tại á nha là khứa áo đỏ đang sử dụng quả cầu lửa bắn vào người khứa áo xanh. Khứa áo xanh đã bị cháy. Nhưng mà khứa áo xanh cũng không thua kém nha bạn nha. Khứa áo xanh có những cái quả cầu màu xanh rất là mạnh luôn. Đó, bạn nhìn kìa. Khứa áo xanh chơi nguyên cái quả cầu màu xanh to quá trời luôn á. Khoan khoan, từ từ, hình như cái quả cầu này nó nổ được hay sao mọi người? Từ nãy tôi thấy cái làng của mình nó bị nổ quá trời á. Trời ơi, trưởng kìa. Gì dữ vậy? Trưởng gì ghê thật sự luôn á. Ôi trời ơi, ôi trưởng kìa. Trời ơi, liên tục bộ mạnh quá các bạn ơi. Tôi thấy khứa đỏ đang bắt đầu chịu không nổi rồi các bạn ơi, tại khứa xanh quá mạnh. Trời ơi. Khứa đỏ ơi. My god. Khứa đỏ ơi. Được anh nó. No! Trời ơi, khứa đỏ của tôi. Trời ơi à. Tôi nói rồi, khứa xanh mày đỡ. Trời ơi, khứa áo đỏ của tôi. Trời ơi, chết teo rồi. Ông ơi, khứa áo xanh đó, nó cầm nguyên cái quả cầu nó phang vậy á, thì con nào chịu nổi. Trời ơi, thôi được rồi bạn ơi, vậy là một điều nha. Đội của Sim Sam đã được một điểm và đội Phong Cai cũng được một điểm. Buồn quá. Không sao, chúng ta sẽ phục thù. Chứ còn gì nữa, phục thù đó. Hey, trận này á mấy bạn ơi, mình nghĩ rằng là mình cần phải chọn một cái con quái vật gì đó mạnh hơn nữa. Chứ cái con quái vật kia là yếu quá, không được rồi. Được rồi, vậy bây giờ bên đội của Sam với Sim muốn chọn quái vật gì? Tôi á, muốn chọn con hất ghi gọi là đột biến đó. À, hất ghi đột biến đúng không? Được rồi, còn đội của mình thì chọn con gì vậy ta? À, nhớ rồi bạn ơi. À, đội của mình có một nhân vật vô cùng mạnh luôn mà mấy bạn chắc chắn cũng đã biết. Đó chính là... chính là gì cái? Đó chính là con Chainsaw Man. Đúng vậy, Chainsaw Man. Ok, được rồi, xin triệu hồi Chainsaw Man. Wow. Wow, xuất hiện rồi đã bạn ơi. Ok.
ơi, Chancer Man miếng to nhìn đúng ngầu luôn á, bạn nhìn ra. Ô trời này ơi. Nó to quá. Trời, nguyên cái lưỡi cưa này làm sao mà có đối thủ được. Đúng rồi, nguyên cái lưỡi cưa này nè mấy bạn coi, mấy bạn nhìn nè, bạn nhìn nè, nhìn cái lưỡi cưa nè. Trời ơi, cái lưỡi cưa nhìn nó to dễ sợ to luôn á bạn. Trời ơi trời. Ô trời ơi trời. Ok được rồi. Bây giờ tới lượt mèo Simmy, đội của mèo Simmy là gì? À, Husky đột biến đúng không? Được rồi. Chịu thôi. Chịu thôi, Husky đột biến. Đây rồi mấy bạn ơi, Husky đột biến đã xuất hiện rồi. Từ từ nha Sim ơi, sao cái con Husky của đội Sim nhìn nó giống con khỉ ấy. Và trận đấu này không biết rằng là mấy bạn đón thử ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Nhưng riêng mình thì mình nghĩ là Chancer Man thắng là cái chắc rồi. Bởi vì Chancer Man mấy bạn nhìn đi, trời to hơn và có hai cái lưỡi cưa mạnh hơn nữa. Trời, còn Husky là gì trời, nhìn có khác gì là con lãi không? Nhìn khác gì con lãi không? Dễ thương chỗ nào, trời mình nhìn con này không dễ thương tí nào luôn bạn. Ok được rồi, và bây giờ trận đấu của chúng ta chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Husky đang dùng những quả cầu khói chọi về phía Chancer Man. Và Chancer Man sẽ làm gì đây? Và mấy bạn đang thấy là Husky đang khiêu khích Chancer Man bằng cách là chọi những quả cầu khói vào mặt của Chancer Man. Chancer Man đã đánh Husky rơi xuống dưới nước. Trời ơi, rồi nó dữ quá ông ơi, nó đánh rơi xuống nước luôn. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, mấy bạn nhìn nè, con Husky hiện tại nó không lên bờ được luôn bạn ơi, bởi vì nó bị đánh rơi xuống nước nè. Trời ơi trời. Oh my god. Chancer Man nhảy xuống nước đấu với Husky luôn. Hai thằng. Ôi trận đấu này hay quá bạn ơi. Dữ vậy trời ơi. Hai con quái vật nhảy xuống nước đấu với nhau luôn bạn, rồi leo lên bờ rồi. Nhưng mà Husky mà không lên được. Husky mà không lên được. Nhìn đúng tội luôn á. Rồi, Husky leo được rồi, đó. Nhưng mà Husky vẫn không mạnh bằng, trời ơi. Oh trời ơi, sao God. Mình được Husky ơi, trời ơi, Chancer Man nó đánh nè, ui rồi, quá dữ. Ôi trời ơi, Chancer Man mạnh hơn ở chỗ là Chancer Man có hai cái lưỡi cưa bạn ơi, cho nên là có thể chém Husky bằng cách rất đơn giản luôn. Oh my god. Đánh xuống nước rồi, ui rồi, đánh xuống nước luôn nè. Trời ơi, trời. Ê, tôi thấy Husky từ nãy giờ bị nhấn nước hơi nhiều nha. Ủa, Husky rồi, Husky rồi, ở đây, đây, bên này. Tôi thấy Husky từ nãy giờ bị nhấn nước liên tục luôn bạn ơi, tội nghiệp quá. Husky nè, Husky nè, có là chị Man, đẩy cho làm được. Ôi, wow, hay quá, yeah, trời ơi, xịn quá Chancer Man ơi, bạn mạnh quá, trời ơi. Husky làm sao mạnh bằng Chancer Man được, trời ơi, nhìn cái lưỡi cưa của anh Chancer Man đi, nhìn chiến dễ sợ luôn á bạn. Hay quá Chancer Man ơi, 10 điểm. Yes, vậy là coi như trận này Phong đã đạt được 2 điểm và đội của Sim Sam chỉ mới có 1 điểm thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận cuối cùng. Nếu trận cuối cùng này Sim Sam vẫn thua thì coi như thua luôn, còn nếu như mà Sim Sam thắng thì là hồi nha bạn. Và các bạn đón thử coi là hồi hay là thắng, bạn đón thử nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận cuối cùng nào, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận cuối cùng để coi ai là người giành chiến thắng đây. Thôi được rồi, để xem thử nha, đội của Sim Sam mà chọn con gì đây? Tôi là cái chọn cái con mà màu may mắn, màu đỏ rồi không? À. Đó, tên là Ban Ban Red phải không? Ban Ban Red. Ban Ban đỏ. Ok, trời ơi, Ban Ban Red đã là gì? Còn đội của mình sẽ chọn. Từ từ, Kai ơi, hình như đội của mình chỉ còn có mỗi con mèo tôm hay sao á. Ờ đúng rồi ha. Nhưng mà nó cũng mạnh mà, trời ơi, con mèo tôm là bình thường là chơi trên điện thoại nó tàn bị người ta đánh chứ không đánh được ai đâu. Trời ơi, xong rồi chết rồi. Thôi không sao, ok thôi được rồi. Hey, để mình chịu hồi luôn. Chịu hồi mèo tôm. Phụng chiêu. Đây rồi, mèo tôm của chúng ta. Trời ơi, nhìn mặt nó hiền quá à. Nhìn mặt nó hiền quá bạn ơi. Nhìn cái mặt đó là trời ơi, nó hiền khô như thế này làm sao mà quánh nhau được. Nhìn là biết thua. Ok được rồi. Còn Ban Ban Red của đội Sam thì sao? Đừng có tưởng là mạnh hơn cái con mèo tôm của tôi nha. Chịu hồi Ban Ban Red. Wow. Đây rồi. Còn phan từ mình nhìn cái con này nó cứ gọi là hình như nó đang liêu liêu của mèo tôm của mình hay sao nữa bạn. Ê, mấy bạn nhìn cái khuôn mặt của nó là nó đúng kiểu đang kiểu đúng kiểu vậy luôn các bạn. Trời thiệt luôn á. Và chúng ta đang thấy thì hiện tại là mèo tôm đang lùng hơn Ban Ban Red các bạn ơi. Ok được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau xem thử coi Ban Ban Red và mèo tôm ai sẽ thắng đây. Mấy bạn đón thử coi bên nào sẽ thắng nha. Rồi, và trận đấu của chúng ta sẽ chuẩn bị
bắt đầu. Bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mèo tôm sẽ làm gì đây. Hiện tại ui, Ban Ban Red đang sử dụng những cái quả cầu lửa chọi ra tạo ra lửa. Ủa mèo tôm chạy đâu vậy mèo tôm? Ủa mèo tôm, ủa mèo tôm chạy đâu vậy? Ủa mèo tôm chạy đâu vậy? Mèo tôm ơi. Chạy chạy vậy? Ủa, trời ơi, đi luôn rồi kìa bạn ơi, nó đang bỏ đi kìa. Trời ơi bạn ơi, con mèo tôm của mình nó sợ con Ban Ban Red nó chạy kìa bạn ơi. Chạy vòng vòng, chạy vòng vòng vậy bạn. Mèo ơi, sợ làm sao mình chạy vậy? Chạy quẩy đuôi kìa bạn, nó chạy nó quẩy đuôi kìa bạn. Trời ơi, con mèo tôm nó chạy. Nó chạy hoài luôn các bạn. Mèo tôm ơi, quay lại đánh đi mèo tôm. Mèo tôm ơi, đánh đi, chờ cái gì vậy mèo tôm ơi. Ây, con mèo tôm ơi là mèo tôm. Tại sao không đánh đi, chạy hoài vậy mèo tôm? Khổ quá. Ủa sao con mèo tôm nó chạy hoài? Ôi, tiếc quá bạn ơi, thiệt sự luôn á, bởi vì là cái con cuối cùng của mình lại là mèo tôm, cho nên mèo tôm nó yếu quá, nó không đánh lại cái con Ban Ban Red này bạn ạ. Cho nên là cười vậy cũng là hòa thôi, chứ có thắng được đâu mà cười. Ôi, mấy người cũng đâu được thắng được từ tôi đâu, cũng chỉ là hòa thôi. Đúng rồi. Ok, được rồi. Thì mấy bạn á, trong những trận đấu vừa rồi thì có bạn nào đoán đúng được hết gọi là kết quả của trận đấu hay không thì hãy nhớ comment xuống cho mình biết nha. Và bạn nào đó đoán đúng là bọn mình hòa thì xin chúc mừng mấy bạn, bọn mình đã hòa rồi. Ok. Và coi như trận đấu ngày hôm nay là một trận đấu vô cùng gay cấn giữa các nhân vật đã từng xuất hiện trong video của Hero Team. Thì bạn thấy nhân vật nào là xịn nhất, là mạnh nhất, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người luôn nha anh em. Coi vậy, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.